Ba tuyến tàu điện không ray này được thiết kế với 28 nhà ga và 32 đoàn tàu, mỗi đoàn từ 3 đến 4 toa. Tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 11.000 tỷ đồng. Tuyến số 1 dài 30 km từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Đại học Quốc gia Hà Nội, chạy trên giải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long. Tuyến số 2 dài 6,3 km từ công viên Thiên đường Bảo Sơn đến Nhổn. Tuyến số 3 dài 10 km từ bến xe Mỹ Đình đến bến xe nước ngầm, chạy trên giải phân cách giữa Vành đai 3. Các tuyến sử dụng tàu không ray chạy trên đường bằng bánh lốp, thời gian xây dựng nhà ga, giải phân cách từ 6 đến 10 tháng. Tuy nhiên, do vận hành trong làn đường riêng nên phải xây dựng tại những nơi có giải phân cách, giải cây xanh đủ rộng, cần được ưu tiên qua các ngã tư bằng hệ thống giao thông thông minh. Tàu sử dụng pin dự trữ lithium nên không cần hệ thống cấp điện trên cao. Công suất hành khách đạt 10.000 đến 15.000 người một giờ trên một hướng tuyến.